Namo và mời quý vị chắp tay chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thưa quý vị, khi nãy lúc mà sư hướng dẫn quý vị niệm câu Nam Mô thì sư có cái lời nhắn nhủ với quý vị như thế này. Cái câu mà Nam Mô Tassa đó không phải là một cái câu của mấy ông sư Nam Tông, tức là theo cái kiểu hệ phái là Nam Tông thì tụng như thế này, Bắc Tông tụng như thế kia, Khất Sĩ tụng như thế nọ, rồi những vị bên Mật Tông thì tụng như thế khác. Thì không phải. Cái câu Nam Mô này là khi Đức Thế Tôn vừa chứng đắc thánh quả vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội cây Bồ Đề, chư thiên tam thiên đại thiên thế giới vân tập về đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng câu này. Tức là từ Phạm Thiên cho đến chư thiên, đến Long Vương, đến Càn Thác Bà, vân vân, đều đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng câu này. Và chư Phật quá khứ khi mà các ngài chứng đắc đạo quả thì toàn cõi gọi là tam thiên đại thiên cũng về đảnh lễ vì chánh đẳng giác ấy bằng cái câu Nam Mô Tát Xá này. Và vị lai Đức Phật Di Lặc khi mà ngài chứng đắc đạo quả thì chư thiên cho đến nhân loại cũng đảnh lễ ngài bằng câu này. Cho nên câu này là một câu mà chư Phật ba đời mười phương đều được tán thán bằng câu này, chứ không phải là của một cái tông phái nha. Rồi chúng ta qua tới cái phần học tiếp, cái phần giới. Bây giờ chúng ta tiếp cái phần là quả báo của cái nghiệp tà dâm. Ở trong chú giải thì có 20, thì sư tóm gọn lại ha. Khi mà mình phạm cái giới này á, đầu tiên là mình chia rẽ gia đình người ta, làm cho gia đình người ta không hạnh phúc. Chính bởi vì như vậy nó sẽ dẫn đến cái chuyện là mình bị nhiều người thù ghét. Và do mình chia rẽ cái sự tin tưởng của vợ chồng lẫn nhau, bởi vì người vợ người chồng một khi mà ngoại tình thì người còn lại họ không bao giờ còn có sự tin tưởng nữa. Chính bởi vì như vậy, cái quả báo khi mà mình đã phạm cái nghiệp này qua đời sau kiếp khác, mình có sanh làm người thì mình cũng không có được sự tin tưởng của người khác. Và mình thường gặp rất là nhiều những sự tai hại ha. Rồi do cái chuyện là khi mình phạm cái nghiệp tà dâm này nè, mình đâu có phạm công khai, mình phạm lén lút. Trừ bây giờ một số cái trường hợp là họ công khai cái chuyện họ làm người thứ ba ra. Nhưng mà ngay cả như vậy, khi họ làm cái chuyện đó đó thì họ vẫn làm chỗ kín, chứ họ đâu có làm công khai. Mà chính bởi vì cái kiểu làm nghiệp như vậy, nó dẫn đến cái chuyện là họ sẽ tái sanh là cái người thấp hèn. Do cái hành nghiệp của họ nó lúc nào cũng kiếm cái chỗ kín khuất, cho nên họ sẽ tái sanh làm người thấp hèn. Và ngoài ra nó còn có sự là nghèo khổ, không bao giờ họ biết đủ, và họ sống luôn luôn khổ cực.
Và do họ, khi mà mình phạm cái nghiệp tại dâm này, mình phá hoại cái hạnh phúc gia đình của người khác, cho nên nó sẽ dẫn đến một cái loại quả báo thứ ba là mình thức không có an lạc, mình ngủ cũng không có an lạc, mình sống chỗ nào cũng không có yên ổn hết trơn. Thành ra khi mà quý vị bị mất ngủ, bị trằn trọc mà gọi là cái bệnh mất ngủ, thì coi chừng nha, nó có khả năng là cái quả báo của cái nghiệp năm xưa. Hơn nữa đó, khi mà cái dục nó thiêu đốt, quý vị để ý đó, cái dục nó thiêu đốt, mình ngủ không được, mình ăn không được, người ta gọi là ăn không ngon mà ngủ không yên, do cái dục nó thiêu đốt. Chính bởi vì như vậy, cái quả báo nó cũng dẫn đến cái chuyện là mình mất ăn mất ngủ. Rồi do khi mà mình phạm cái giới này á, là do mình luyến ái về giới tính, nó dẫn đến một cái quả báo, đó chính là cái giới tính của mình không rõ ràng. Nếu như mình đời này là người nam mà mình phạm cái nghiệp tà dâm, đời sau mình không còn mang thân nam nữa mà mình phải mang thân nữ. Nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ người nữ là đều do quá khứ của nghiệp tà dâm, sẽ không nói cái chuyện đó nha. Mà là cái chuyện mình mang thân nam á, là nhờ cái phước, phải có phước mới được mang thân người nam. Mà khi mà mình phạm cái nghiệp này là mình mất cái phước thân người nam, cho nên là mình phải qua thân người nữ, hoặc là mình sẽ rơi vào cái trạng thái là giới tính không rõ ràng. Có nghĩa là bây giờ người ta gọi là cái giới LGBT, mình không có sống nó bình thường với cái giới tính mà xưa giờ người ta quy định. Nó còn có một loại như thế này nữa nè, nó nằm ở khúc sau rồi. Thì cái thứ năm á, là nó đưa đến mình một cái tính cách là mình hay nóng giận. Bởi vì khi mà mình phạm giới, gọi là mình rất là sợ, mình rất là bực bội cái chuyện nếu như ai đó mà nhắc đến cái tội lỗi của mình. Giống như là mình phạm một cái lỗi nào đó, người ta nhắc đến thì mình rất là nhột, từ đó mình dẫn đến cái chuyện là mình bực tức, mình sân hận. Thì nó cũng sẽ cho một cái quả báo, đó là đời sau kiếp khác mình rất hay nóng giận. Và do cái đặc điểm của cái giới tà dâm này nè, mình thường phạm trong cái sự kính khuất, và mình thường hay lấp liếm. Nó dẫn đến cái chuyện là đời sau mình sẽ là người không thích sự minh bạch, mình sống không có minh bạch được, và mình rất hay che giấu tội lỗi. Một đặc điểm của vị Thánh Sơ Quả trong kinh Ratanasutta đó, là các ngài không bao giờ che giấu tội lỗi. Mà một số vị khi mà các vị đó cẩn trọng về giới, thì các vị đó nếu như có phạm một cái giới nào đó, các vị đó ngay lập tức tìm người sám hối. Còn cái người mà phạm cái lỗi tà dâm này qua đời sau kiếp khác, thì họ thường có thói quen là che giấu tội lỗi. Cái lỗi nào mình đã làm á, là mình sẽ che giấu, mình không cho người khác biết. Và cái quả thứ sáu, đây là cái mà sư muốn nói tới, là khi mà mình phạm cái nghiệp tà dâm là do đâu? Mình ham mê sắc đẹp. Mà chính bởi vì do mình bị cuốn lôi bởi cái nhan sắc, bởi sắc đẹp, nó sẽ dẫn đến một cái quả báo là đời sau kiếp khác mình sẽ là cái người tật nguyền xấu xí, gọi là cho không, không ai rước. Có những con người như vậy đó, mình nhìn họ mình nói là thiệt, cái cho dù người ta chết hết thì mình cũng không lấy cái thứ này. Thì do cái đâu? Do cái quả báo đời trước á, mình phạm cái nghiệp tà dâm, cho nên đời này á, mình sanh làm cái người gọi là tật nguyền nè, xấu xí nè, vô duyên. Nói chung là người ta nhìn là người ta không bao giờ người ta muốn cưới. Rồi hoặc là mình sẽ có nhiều cái căn bệnh đáng sợ. Và do khi mà mình phạm cái giới tà dâm này á, mình chia rẽ gia đình người khác. Thành ra nó dẫn đến một cái quả báo, đó là khi mà mình sinh ra ở cõi người, mình sẽ sống trong một gia đình
nó không có trọn vẹn. Mình rất dễ sống xa người thân, tức là mình sống trong một gia đình mà cha mẹ gây gổ với nhau, rồi cha mẹ ly hôn, hoặc là tệ hơn nữa, mình sống trong cái cảnh là bị bỏ rơi, tức là sanh ra mình đã là cô nhi rồi, họ quăng trước cổng chùa, quăng trước cổng nhà người khác. Nói chung là mình sống không có gia đình. Thì đây là những cái quả báo khi mà mình sanh làm người. Nhưng mà nhớ, trước khi sanh làm người thì khi mình phạm giới tà dâm, mình sẽ đi xuống địa ngục. Cái địa ngục dành cho người bị phạm cái giới tà dâm này rất là nhiều. Nhưng mà sư nhớ có một cái địa ngục được nhắc đến là địa ngục đồng xôi, tức là nó có một giống như một cái ao bằng đồng, nước đồng nó đang sôi sùng sục như vậy. Cái người phạm cái giới này họ rơi xuống dưới, họ chìm xuống dưới đáy, rồi từ dưới đáy họ lại nổi lên trên. Cứ như vậy họ bị nhúng ở trong cái nước đồng sôi đó, nhưng do nghiệp cho nên là họ không chết được. Và khi mà cái nghiệp đó nó muội lược rồi, muội lược ở đây có nghĩa là sao? Nó giống như một cái đốm lửa mà nó cháy to, sau đó nó tàn dần. Khi mà nó còn một chút xíu hơi ấm nha, thì mình gọi là muội lược, tức là nó chỉ còn một chút hơi ấm thôi đó. Thì khi cái nghiệp tà dâm của mình đó, nó muội lược gần hết rồi, còn một chút xíu, thì mình sanh làm cái hàng ngạ quỷ. Mà khi sanh làm hàng ngạ quỷ thì cái hàng ngạ quỷ này á, là cái hàng nó có nhiều loại lắm. Sư nhớ là một trong số đó là cái con ngạ quỷ là nó bị lửa thiêu, tức là lửa cháy từ chân đến đầu, mà từ đầu xuống chân. Lửa thiêu cháy nó thường xuyên sống như vậy, sống rất là nhiều năm. Hoặc là một con ngạ quỷ khác là con ngạ quỷ ăn phân, tức là nó lúc nào nó cũng cắm đầu xuống dưới hầm phân hết, nhưng mà nó ăn thì không bao giờ biết no. Nó chỉ cần nó ngóc đầu lên là nó sẽ đói trở lại, đói ghê gớm lắm. Thành ra là nó phải cắm đầu xuống dưới để nó ăn. Do đâu? Do hồi xưa mình phạm cái giới này, mình thích những cái thứ bẩn thỉu, cho nên là nó đưa đến cái nghiệp này. Mà khi cái nghiệp này đó nó muội lược rồi, tức là nó chỉ còn một chút xíu thôi, thì mình mới sanh làm người. Mà khi sanh làm người mới chịu những cái quả báo này. Thành ra là cái chuyện mà 20 cái nghiệp, như sư nói 20 cái quả báo của cái giới này là nó đã nhẹ lắm rồi, nó gần hết rồi đó, mà mình còn phải như vậy. Cho nên là hãy cẩn trọng với cái nghiệp này ha. Chúng ta qua cái giới tiếp theo, giới thứ tư là giới không nói dối. Thì trong cái giới không nói dối này á, chúng ta có 4 chi phần, tức là 4 điều kiện. 4 chi phần này làm ơn thuộc giùm sư nha, học thuộc giùm sư. Thứ nhất là cái điều này là cái điều không có thật, hoặc là cái vật không có. Cái thứ hai á, là mình có ý muốn lừa dối. Cái thứ ba là mình cố gắng lừa dối bằng thân hoặc là bằng khẩu. Và cái thứ tư là người ta tin theo cái sự lừa dối của mình. Thì 4 cái điều kiện này, nếu như mà mình thỏa mãn cả 4 điều kiện này á, là mình sẽ phạm vào cái tội nói dối. Ở trong đây có một số điểm mà mình cần lưu ý, đó là cái thứ tư. Ví dụ như mình cố mình lừa người ta nhưng mà người ta không tin, thì mình vẫn không có phạm vào cái giới nói dối. Xin lấy ví dụ như một cái nhà văn, họ viết về một thế giới giả tưởng, nhưng mà người đọc á, họ thừa sức biết là cái giới giả tưởng đó không có thật. Chính bởi vì như vậy thì cái nhà văn đó họ sẽ không phạm giới nói dối. Nhưng nếu như cái tác phẩm của họ nó quá nổi tiếng, nổi tiếng đến mức mà một số người họ
tin là một cái thế giới như thế nó có thật. Thì một khi có người tin cái nhà văn đó, họ sẽ phạm cái giới nói dối. Rồi trong cái này á, nó có một cái là cái chuyện mà mình lừa dối mà mình không có gây thiệt hại. Cái này nó có một cái sự tranh cãi nha. Có vị thì cho rằng nếu như mình lừa dối người khác mà nó không có gây thiệt hại thì sẽ không có phạm giới nói dối. Nhưng mà đối với một số vị thì lại không đồng tình với sự kiện này. Bởi vì thứ nhất là nó thỏa mãn cả bốn chi phần. Cái thứ hai là cái chuyện nó không gây thiệt hại thì nó chỉ đơn giản là nó giảm nhẹ nghiệp thôi, chứ không phải là nó không có tạo nghiệp. Bởi vì khi mình có chủ ý mình lừa dối và mình nỗ lực mình lừa dối thì khi đó mình đã tạo nghiệp rồi. Cho nên anh không thể nói là cái chuyện anh làm như thế là vô tội được. Rồi cái sự kiện là mình nói dối mà để giúp người khác như thế này, Đức Thế Tôn ở trong Tăng Chi Ngài nói là cái điều gì mà không có thật thì Như Lai không nói. Tức là Thế Tôn Ngài chỉ nói cái gì có thật. Cho dù cái chuyện không có thật đó nó làm lợi cho người khác, Ngài cũng không nói. Dù cho cái sự kiện không có thật đó nó làm cho người khác ưa thích, Ngài cũng không nói. Chỉ khi nào cái sự kiện đó có thật nha, cái thứ hai là có lợi ích thì Ngài mới nói. Nếu như sự kiện có thật, có lợi ích, chúng sanh ưa thích thì Ngài sẽ nói. Còn nếu sự kiện có thật, có lợi ích, chúng sanh không ưa thích thì Ngài sẽ có cách để Ngài nói. Ví dụ như Ngài sẽ lựa cái thời điểm thích hợp, Ngài sẽ lựa cái hoàn cảnh thích hợp để Ngài nói. Chứ còn mà cái gọi là nó lừa người ta để đem lại lợi ích cho người ta thì Ngài không bao giờ Ngài nói. Rồi quý vị hỏi, có thể quý vị sẽ hỏi như thế này: nếu như mà bây giờ tôi lừa người ta mà để giúp người ta thì nên hay là không? Như thế này, ở trong luật á, nếu như một sự kiện nào đó mình không thể nói thật thì giữ im lặng. Cái này là trong luật nha. Nếu như anh không thể nói sự thật được thì anh giữ yên lặng. Ví dụ như một cái con thỏ nó chạy ngang qua, rồi anh thợ săn anh tới anh hỏi mình con thỏ đi hướng nào, thì mình có thể giữ yên lặng nếu như mình không thể nói sự thật. Ngoài ra còn có một phương pháp nữa là như thế này: như trường hợp Bồ Tát khi mà Ngài đang ngồi thiền thì Ngài thấy một cái con hình như là con nai nó chạy vụt qua, rồi anh thợ săn á, Ngài khi mà Ngài thấy con nai như vậy thì Ngài biết là một cái anh thợ săn thế nào anh cũng đi tới, thì Ngài đứng dậy Ngài đi kinh hành. Rồi anh thợ săn tới ảnh hỏi Ngài á, là ông có thấy cái con nai nó chạy đi đâu hay không, thì khi đó Ngài nói là từ khi tôi đi kinh hành cho tới bây giờ tôi không thấy con nai nào cả. Thì đó là một câu trả lời rất là thông minh. Tức là Ngài thấy khi Ngài ngồi, nhưng khi Ngài đứng Ngài đi thì Ngài không có thấy. Thì đó là trong trường hợp đó. Hoặc là có một cái trường hợp khác mình có thể ứng dụng như thế này. Tức là mình đang đứng, mình cũng thí dụ như con nai nó chạy ngang qua, thì mình chỉ đơn giản mình đứng, mình nhích qua một chút xíu thôi, lùi một bước, tiến một bước, qua trái qua phải một bước, chút xíu thôi, tiếp tục đứng đó. Có ai tới hỏi mình nói từ hồi tôi đứng đây tới giờ tôi không thấy gì hết trơn. Thì trong trường hợp như vậy mình không có nói dối. Còn trong rất nhiều những trường hợp á,
thì quan trọng là mình khéo thôi. Cho nên đây là cái sự khác biệt giữa cái người có trí và người không có trí. Đó. Khi mà Bồ Tát ngài có trí, ngài có cách để ngài trả lời. Hoặc như là trường hợp bà Mandika, bà rơi xuống địa ngục. Thế Tôn biết là bà rơi xuống địa ngục chỉ có 7 ngày thôi. Thì khi mà vua Vasenadi đến hỏi Thế Tôn, thì Thế Tôn suy nghĩ như thế này, ngài biết như thế này. Nếu như bây giờ mà Đức Phật nói là bà Mandika bà đang ở địa ngục, nếu như không giải thích rõ nguyên nhân tại sao bà Mandika lại đi xuống địa ngục, thì vua Vasenadi sẽ suy giảm niềm tin. Do đâu? Do bà Mandika thứ nhất là một bà hoàng hậu rất là hiền thiện, và bà rất tích cực làm các thiện pháp. Bà được đánh giá là ngang với bà Visakha trong cái phương diện là bố thí. Mà một người bố thí nhiều như vậy mà còn đi địa ngục thì vua Vasenadi sẽ suy giảm niềm tin. Còn nếu như mà nói sự thật á, tức là nói nguyên nhân mà bà đi xuống địa ngục, thì vua Vasenadi sẽ thất vọng vì bà hoàng hậu của mình. Thì trả lời thì không có nên, nhưng không trả lời thì phải như thế nào? Thì khi đó đó, khi vua Vasenadi đến, thì Đức Thế Tôn nói qua một chủ đề khác. Và vua Vasenadi do mãi mê nghe pháp, bị Đức Thế Tôn gọi là dắt đi qua một chủ đề khác, rồi quên đi là mình cần hỏi. Ví dụ như vua Vasenadi vừa đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, vừa đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, thì Thế Tôn đặt ra vấn đề, thí dụ như đặt ra một câu hỏi nào đó, rồi vua Vasenadi trả lời câu hỏi đó, rồi Đức Thế Tôn nhân sự kiện đó, nhân câu hỏi đó, Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thế là xong một ngày, vua Vasenadi hoan hỷ với pháp đi về. Về tới nhà mới sực nhớ quên hỏi. Cứ như vậy hết 7 ngày, thì bà hoàng hậu Mandika hết cái tuổi thọ ở địa ngục, bà sanh thiên. Lúc bây giờ vua Vasenadi đến hỏi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói bà hoàng hậu Mandika đang ở cõi trời, thì vua Vasenadi rất là hoan hỷ. Hoặc là trong một cái trường hợp khác, như là trong cái thời buổi cận đại bây giờ, thí dụ như một người mà bị ung thư đi, họ hỏi mình là người bác sĩ, đợt có một vị bác sĩ hỏi sư trong trường hợp đó thì nên trả lời như thế nào? Sư nói như thế này, mình có thể mình khéo đó. Thí dụ như cái bệnh nặng hay nhẹ, là cái bệnh nặng hay nhẹ bác sĩ lo, nhưng cái tâm lý của anh á, anh gọi là anh muốn sống lâu hay anh chết sớm là anh lo. Do đâu? Nếu như mà anh suy sụp, anh sống tiêu cực, anh buồn phiền, anh chết sớm. Cho dù ung thư độ 1, mới tiền ung thư đi chăng nữa mà anh suy sụp là anh chết sớm, không ai cứu nổi hết trơn. Nhưng nếu như mà anh sống tích cực, anh nghe theo lời bác sĩ nha, anh có một cái lối sống lành mạnh, tôi hứa với anh là anh sống lâu nhất có thể. Còn cái chuyện thuốc men để bác sĩ lo. Đó, đơn giản như vậy. Hoặc là mình có thể mình nói đúng sự thật thôi, nhưng mà nó có nhiều cái từ chuyên môn. Thí dụ như bây giờ cái ví dụ adrenaline của anh là ở cái chỉ số như thế này, rồi cái chỉ số cholesterol là như thế này, cái chỉ số lipid nó là như thế này. Mình nói một hồi là người bệnh họ bảo họ không hiểu gì hết. Rồi thì mình chỉ kết luận là thôi bây giờ anh nghe tôi ha, thuốc uống như thế này, giữ tinh thần tỉnh táo tốt đẹp thì chữa trị có hiệu quả, phần còn lại bác sĩ lo. Nó có rất nhiều cách mình khéo hay không khéo. Đó. Chứ còn mà mình đừng có tự làm khó mình, là mình bắt mình phải nói dối. Tại vì ở trong luật là trong những trường hợp mà mình không thể nói sự thật thì mình giữ im lặng. Còn cái chuyện mình nói dối mà mình nghĩ là mình đem lại sự lợi ích thì như thế này. Một
mình có đủ thần thông và trí tuệ như Bồ Tát hay không, một vị Bồ Tát chánh đẳng giác hay không, hoặc như Đức Thế Tôn hay không, để mình biết cái mà mình cho là tốt đó nó có thật sự là tốt hay là không. Nhiều cái mình nghĩ là tốt nhưng nó chỉ tốt với cái quan điểm của mình, nhưng chưa chắc nó thật sự tốt. Thành ra là hãy cẩn trọng. Xin lấy ví dụ nha. Cái kiểu mà mình nghĩ là mình lừa người ta vì tốt người ta đó, sau này nó cũng sẽ cho một cái dạng quả báo là người ta lừa mình vì người ta muốn tốt cho mình. Ví dụ nha, mình lên đại học hoặc là mình thi vô một cái nơi nào đó, người ta đánh rớt mình vì người ta nghĩ tốt cho mình. Người ta nghĩ là người ta ngó đứa này nó nghèo quá, chắc nó không có đủ tiền để nó đi học đâu, cho nó đi học rồi nó nghỉ uổng. Thay vì như vậy cho nó rớt đi, nó kiếm cái trường khác nó học và nó đỡ đóng tiền hơn. Người ta đánh rớt, có chịu không? Người ta vì tốt cho mình ấy. Hoặc họ nghĩ là thôi mình nộp hồ sơ đi du học, người ta nghĩ thôi cái đứa này sức khỏe nó không có, cho đi du học thì lỡ qua cái xứ mới lạ rồi sức khỏe nó không có đáp ứng được, rồi bệnh hoạn rồi sao, thôi bây giờ đánh rớt nó đi, nói thôi bây giờ xuất học hết rồi, nhường cho đứa khác đôn lên thì tự nhiên xuất nó hết thôi đó. Thì mình trả hồ sơ về, người ta chỉ đơn giản người ta nói là hết xuất rồi. Người ta nghĩ tốt như vậy cho quý vị có muốn không? Cho nên hãy cẩn trọng. Cái mà mình cho là tốt nó có thực sự tốt hay không, hay đó chỉ là tốt với mình thôi. Hoặc cái sự kiện này xưa mới cách đây mấy ngày nè, bà vợ bà ngoại tình, rồi bây giờ hỏi sư là bây giờ con có nên thú thiệt với chồng con hay không, hay là con giữ kín bởi vì con muốn tốt cho chồng con muốn tốt cho con của con. Tại vì nếu như con giữ kín cái sự kiện không ai biết hết trơn, không ai biết thì anh chồng ảnh vẫn sống vui tươi như xưa vậy, đứa con vẫn hạnh phúc như xưa vậy. Thì bây giờ nếu như quý vị là người chồng á, quý vị có muốn bà vợ mình bảo ngoại tình mà bà giấu không? Tự quý vị trả lời câu hỏi đó. Bảo muốn tốt cho mình ấy, muốn tốt cho mình ấy. Hoặc ông chồng mình ổng ngoại tình á, ổng nuôi cái con nào ở ngoài á, ổng giấu mình bởi vì ổng muốn tốt cho mình. Mình nghe mình lên cơn tăng xong chết mình tội nghiệp mình. Suy nghĩ cho kỹ. Thành ra là sư thì sư không khuyên cái sự kiện đó ha. Rồi cái tội mà nặng nhẹ thì thứ nhất là tùy theo cái mức độ thiệt hại. Thiệt hại lớn thì tội nặng, mà thiệt hại nhỏ thì tội nhẹ. Rồi ở trong cái giới này đó thì có sa di, cư sĩ, tỳ kheo, mỗi một cấp độ thì nó khác nhau. Đối với cư sĩ thì khi mà quý vị phạm cái giới này, quý vị vẫn cứ là cư sĩ thôi, và quý vị sám hối, quý vị thọ lại giới cũng bình thường. Nhưng mà sa di thì cẩn trọng. Sa di mà phạm cái giới nói dối này, đức giới sa di, sư mong là những cái vị sa di lưu ý, đặc biệt lưu ý tới cái giới này. Mình chỉ cần mình nói giỡn chơi là mình cũng phạm nha. Xin lấy ví dụ như mình nói giỡn thôi đó, nói giỡn thì mình vẫn đức giới sa di như thường. Như là trong trường hợp Đức Thế Tôn nói trong kinh Giáo Giới là Hầu La, Đức Thế Tôn nói là một vị sa di không nên nói dối dù chỉ nói để mà chơi. Tức là dù cho mình chỉ nói giỡn, nói chơi thôi đó, là mình cũng đức giới sa di nha. Còn một vị tỳ kheo á, thì các cái thể loại nói dối thông thường đều thuộc phạm trù có thể sám hối.
vẫn là phạm giới nha, nhưng mà cái giới đó thuộc phạm trù có thể sám hối. Nhưng nếu như vị đó nói dối về cái pháp chứng của mình á, thì nó lại phạm vào bất cộng trụ, và như vậy vị ấy sẽ không còn là tỳ kheo. Ví dụ như vị ấy chưa chứng đắc thánh đạo thánh quả mà nói dối hoặc làm cho người ta tin tưởng là mình chứng đắc thánh đạo thánh quả, thì vị ấy phạm bất cộng trụ. Chúng ta đến cái quả báo. Cái quả báo thì nó có 14 quả báo mà sẽ rút ngắn lại thôi. Một là nó liên quan đến miệng lưỡi, tức là nó sẽ dẫn đến cái quả báo là cái gương mặt của mình á, nó không có sáng sủa, nó lúc nào cũng tối tăm hết trơn. Rồi mình thường bị những cái bệnh về răng miệng, ví dụ như răng hô nè, răng nó bị thưa nè, nhiều bệnh về răng, rồi bị hôi miệng, miệng lúc nào cũng có mùi hôi. Quý vị muốn biết cái miệng mình có hôi hay không dễ lắm, là mình liếm sờ cái mu bàn tay à, mình liếm sờ nó một cái đó, nó để cho nó khô đi, rồi mình hửi thử là mình biết mình có bị hôi miệng hay không. Thì đó là cái quả báo của cái việc là mình nói dối. Hoặc là mình bị những cái bệnh như là mình bị sứt môi nè, mình bị hở hàm ếch nè, nói chung là những cái tật về miệng, hoặc là mình bị lưỡi ngắn, mình nói chuyện bị cà lâm, nói chớp á, thì cũng là do cái nghiệp này. Rồi mình khi mình nói tự nhiên không có ai muốn nghe. Sư từng gặp nhiều vị, dù cho vị đó nói đúng, sư biết là có lợi ích đó, nhưng mà ngồi nghe nó chán muốn chết luôn. Phải nói là sư rất là ngưỡng mộ một số Phật tử, họ vì lòng, họ có lòng từ với vị sư vô bờ bến. Tức là ông thầy tu ngồi ở trên cái bàn pháp tòa, nói mà phải nói nó chán muốn chết luôn, buồn ngủ muốn chết luôn, không muốn nghe mà vẫn ráng kiên nhẫn ngồi đó mà nghe. Thì có những người như vậy. Khi mà mình bị cái nghiệp này á, mình nói thì cái lời nói của mình á, người khác tự nhiên họ không muốn nghe. Còn nếu như mà nó nặng hơn nữa thì mình có thể bị câm điếc, câm điếc bẩm sinh. Thì đó là do cái nghiệp nói dối. Nhớ giùm sư, khi mà mình nói dối, dù chỉ nói để mà chơi, thì mình cũng đi địa ngục như thường. Chứ không phải mình nói cái sự kiện nói dối này, mình nói dốc mà nói chơi mà lại đi địa ngục dữ vậy. Sai. Mình chỉ nói để chơi mình vẫn đi địa ngục nha. Tới khi cái nghiệp nó muội lượt rồi đó, mình sẽ sanh làm cái loài ngạ quỷ. Rồi khi mà mình sanh làm cái loài ngạ quỷ rồi đó, mình sống khốn khổ ở cái cõi ngạ quỷ, cái kiếp ngạ quỷ đó. Khi mà cái nghiệp ngạ quỷ nó muội lượt rồi đó, mình mới sanh làm người. Thì khi mà sanh làm người á, mình sẽ có rất nhiều kiếp mình sống trong cảnh câm điếc bẩm sinh. Và khi cái nghiệp bật muội lượt rồi đó, mình mới đi đến một cái nữa, một bước tiếp theo là mình bị ngọng. Tức là nói cái giọng mình có ú ớ, mình nói nó ngọng, nó không tới mức câm điếc mà nó bị ngọng, hoặc nó bị lãng tai. Rồi khi nó muội lượt nữa thì nó mới đi đến cái sự kiện là mình bị những cái tật về miệng, ví dụ như bị hở hàm ếch đó, bị sứt môi, rồi bị răng thưa, rồi bị miệng thối. Rồi khi mà cái nghiệp nó muội lượt nữa, nó mới đi đến cái sự kiện là mình nói không ai muốn nghe, tức là lời nói của mình không có giá trị. Cho nên là nó trải qua rất là nhiều kiếp mình sống trong cảnh khốn khổ, rồi cái ác nghiệp hồi xưa mới hết. Mà tưởng hồi xưa mình làm cái gì, hồi xưa mình chỉ nói dốc để mà chơi. Thành ra cẩn trọng cái nghiệp này ha. Rồi
khi mà mình nói dốc nói dối như vậy là mình nói có thêm bớt, đó là chuyện đương nhiên. Mình đâu bao giờ là mình nói không thêm bớt, không thêm bớt nói đâu có hay. Đã nói đã kể lại thì người ta rất hay thêm bớt. Mà khi thêm bớt như vậy nó dẫn đến một sự kiện là cơ thể của mình nó cũng sẽ thêm bớt y chang như vậy. Ví dụ như quá mập, quá ốm, quá cao, quá thấp. Hoặc là tự nhiên cơ thể của mình nó bị thiếu một món. Ví dụ như người ta có 10 ngón, mình có 9 ngón thôi. Hoặc là người ta có 10 ngón, tự nhiên mình ra thêm ngón là 11 ngón. Hoặc tự nhiên người ta có 2 cánh tay, mình thêm một cánh tay nhỏ xíu, ở đâu ra 3 cánh tay. Nó vậy đó. Do đâu? Do hồi xưa khi mình nói dốc, nói dối, mình có thêm bớt. Mình ra hãy cẩn trọng nha. Rồi gì nữa? Khi mà mình nói dốc, nói dối, mình có sự trau chuốt lại câu chuyện. Thay đổi bản chất của nó, trau chuốt lại câu chuyện. Nó dẫn đến cái chuyện là mình xấu. Cái nghiệp mình, da nó sẽ xấu, nó sần sùi, nó không có đẹp. Còn đương nhiên khi mà mình giữ cái giới này, tức là mình không nói dối, thì mình sẽ có cái gọi là cái gương mặt của mình, ngũ căn nó sẽ đầy đủ nè, sáng sủa nè. Rồi mình không có cái tật, các cái tật về răng. Rồi cái miệng của mình nó cũng không có mùi hôi. Cho nên Bồ Tát có một cái phước, đó là cái miệng của Ngài thường xuyên có mùi thơm, như là cái mùi hoa sen xanh. Và cái làn da của Ngài rất là đẹp. Bây giờ thì quý vị cũng thấy là có một số người họ có thể đen nha, xin nói họ có khi họ không trắng đâu, có khi họ đen. Họ có thể đen, nhưng mà cái nước da đó, cái làn da, chất liệu da nó rất là đẹp. Thì đó là nhờ cái phước mình không nói dối. Thành ra là phụ nữ mà muốn có sắc đẹp thì làm ơn làm phước giữ giới giùm. Chứ mình không giữ giới thì thế nào nó cũng hỏng chỗ này, nó thiếu chỗ kia ha. Nó kỳ lắm. Rồi chúng ta qua cái giới cuối cùng là cái giới không uống rượu. Trong cái giới này á, nó có 4 chi phần. Đầu tiên thì nó là chất say, rượu hoặc các chất say. Các chất say ở đây được định nghĩa là những chất làm cho tâm trí của mình không được tỉnh táo, thì đó là chất say. Ví dụ như rượu nè, bia, bây giờ là luôn cả những cái loại ma túy ha, thì đó cũng được tính là chất say. Cái thứ hai á, là mình có ý muốn uống. Chứ còn trong những trường hợp mình không có ý muốn á, thì nó cũng không có phạm giới. Ví dụ như người ta bóp miệng mình ra, người ta đổ rượu vô miệng của mình, mình không có ý muốn uống, nhưng mà nó tống vào trong người của mình, thì khi đó mình không có phạm giới ha. Cái thứ ba là mình có sự cố gắng uống, có sự nỗ lực để mình sử dụng. Nhưng mà cái sự nỗ lực này á, do bây giờ nó có nhiều biến thể, cho nên ngoài uống ra nó còn có hít nè, còn có chích nè, đó. Rồi cái thứ tư là rượu hoặc là các chất say đó qua khỏi cổ. Nhưng mà riêng đối với một số loại, ví dụ như là loại hít, thì đương nhiên là nó cũng phải đi qua khỏi cái cổ của mình. Rồi cái loại chích thì sư cho rằng nó chỉ cần đi vào máu thì mình đều tính là mình đã sử dụng rồi. Cho nên có nhiều người họ nói là bây giờ tôi uống mà không say là không có phạm giới, thì đó là sai nha. Bởi vì ở trong luật tỳ kheo thì có nói là bao nhiêu là đủ để phạm giới.
Thì có một cái hình tượng như thế này là mình lấy một cái cọng cỏ đó. Cái cọng cỏ cu sa thì có cái cọng cỏ nó nhỏ thôi. Cái cọng cỏ mình nhúng vô trong cái chén, cái ly rượu đó. Rồi mình vẫy nó một cái, một chút xíu rượu còn dính lại trên đầu ngọn cỏ mà mình dùng thì là phạm giới. Nó ít tới chừng đó đó. Chứ đừng nói cái chuyện mình uống không say, uống không say một ly như vậy là nó bao nhiêu giọt. Cho nên là mình không thể lý luận như vậy. Chỉ cần mà một chút xíu rượu nó đi vào cơ thể của anh thì đều đã tính rồi. Riêng cái rượu để mà một số loại rượu dùng để trị bệnh, thí dụ như là để xoa, một số loại rượu xoa bóp á, khi mình sử dụng thì nó có thể nó thấm vào trong cơ thể, nhưng mà cái đó không có phạm giới nha, không có tính, không phạm giới. Cái thứ hai là cái loại rượu mà mình chế biến, ví dụ như một số cái loại món ăn á, mà mình cần mình xài rượu, thí dụ như là nấu làm cá nè, mình cho miếng rượu vô để nó khử mùi tanh chẳng hạn. Nhưng mà khi mình chế biến rồi đó, nó không còn cái mùi rượu nữa, nó không còn cái đặc tính của rượu nữa, thì khi đó là mình không phạm giới. Nhưng mà cơm rượu thì nó khác nha. Cơm rượu thì nó vẫn còn cái mùi và nó vẫn còn cái đặc tính gây say. Đừng có nói cơm rượu toàn men, tại vì trái cây nó cũng là men thôi. Rượu trái cây nó cũng là men, nó ngâm lên thôi. Chứ mình đừng có nói bây giờ men làm cơm rượu thì không tính, không tính, không phải nha. Còn cái tội mà tội nặng, tội nhẹ, thì trong trường hợp mà mình một số loại, gọi là cái loại rượu thuốc á, mình uống để trị bệnh, thì cái tội này nó sẽ rất là nhẹ, tội nhẹ. Nhưng mà nhớ giùm nha, khi mình uống thì mình phải ý thức được là mình đang uống thuốc, thì khi đó tội nó mới nhẹ. Còn nếu mà mình uống nhưng mà mình uống với cái ý là mình có thưởng thức trong đó, tội nó nặng ngay. Cẩn trọng cái này. Trong trường hợp á, là mình dùng thuốc, trong thuốc đó nó có rượu nhưng mà mình không biết, thì trong trường hợp đó là vô tội. Thí dụ như á, nó có trường hợp như vậy. Sư từng trải nghiệm là có hôm, có lần mà khát quá đi, thì thấy một cái ly nước màu đen, thì mình cứ nghĩ đó là ly coca thôi. Uống, sự uống, uống hết cái ly đó rồi, khát giữa khát khô cổ. Tới khi uống hết á, cái dư âm nó ợ lên á, cái dư âm của nước nó lên á, khi đó mới biết là mình vừa uống ly cà phê. Chứ còn lúc uống á thì mình không biết. Thì trong trường hợp này cũng vậy. Nhưng một số trường hợp á, mình uống mà mình uống vài ngụm rồi đó, mình mới phát hiện nó là rượu, thì trong trường hợp đó mình không có tội, do mình không biết mà. Không biết. Còn riêng trong cái trường hợp mà mình uống để mình thưởng thức á, thì đó là tội nặng nha. Còn uống mà để mình nói là uống để nó có gan, uống để có can đảm á, thì trong trường hợp đó cũng là tội nặng. Ở trong giới thì sa di nếu mà uống là đức giới, còn tỳ kheo thì uống rượu trong cái giới á, nó vẫn thuộc cái dạng là sám hối được. Nó có một cái nó hơi kỳ như vậy. Trong cái giới tỳ kheo, khi mà quý vị không có học kỹ, nhiều khi cái tội nặng á, thì mình không tha thứ được, mình cho là tha thứ được, mà cái tội tha thứ được mình cho là không tha thứ được. Ví dụ như cái tội mà ông sư, ông thầy chùa mà uống rượu á, quý vị coi nó nhìn nó mất hình tượng ha, tội nó nặng.
sư soi sánh hai hình tượng nha. Một là ông sư ông uống rượu, ông nhậu nhẹt bê tha, thậm chí ông chơi xì ke ma túy. Cái thứ hai, ông sư ông bắt tay phụ nữ, ông bắt tay, ông nắm tay người nữ, nắm tay đi qua đường, nắm tay chụp hình chơi vậy đó. Thì trong trường hợp đó quý vị thấy hai cái nào nặng hơn? Người đời á, họ coi cái chuyện ông sư chơi xì ke tội nặng hơn. Nhưng mà theo luật á, ông sư mà đụng vô người nữ cái tội nặng hơn. Nhưng mà sư không nói cái chuyện ông sư uống rượu là cái tội đó là mình gọi là tha thứ, gọi là mình cho qua nha. Tức là ông uống thì kệ cha ổng là không có nha. Nhiều khi sư giảng về giới á, nó kỳ cục vậy nè. Sư nói thì sư cũng lo, tại vì khi người ta hiểu sai, người ta sẽ nghĩ là mình làm được. Ví dụ như vậy đó, bây giờ sư nói ông sư mà uống rượu thì cái tội đó có thể sám hối. Sư lại e một chuyện là nhiều ông ổng nghe xong đã, ổng nói là cái này uống được. Nó kẹt như vậy. Nhớ giùm sư là cái này là không có xài được nghe. Thì ở trong chú giải có nói cái chuyện uống rượu á, nó là một cái tật xấu, do nó làm cho mình dễ vui trong các thiện pháp. Tức là khi mình uống rượu rồi đó, mình rất là lười, mình không muốn làm các thiện pháp. Còn xét về nghiệp á, thì khi mà mình không có mê làm thiện pháp thì mình sẽ mê làm ác pháp. Để ý coi, mình uống rượu xong rồi mình khoái cái gì? Những cái mình khoái toàn là cái tầm bậy không à. Thì xét về nghiệp thì nó thuộc về cái nghiệp bất định. Tức là mua một tặng một. Nghĩa là mình uống rượu xong rồi mình làm cái nghiệp gì tiếp theo thì nó sẽ đi kèm với nghiệp đó. Uống rượu xong rồi sát sanh thì nó sẽ là cái nghiệp uống rượu cộng với sát sanh. Uống rượu xong rồi trộm cắp, nó sẽ đi kèm uống rượu cộng trộm cắp. Còn nếu như mình uống rượu xong rồi mình đi ngủ, nghĩ như vậy là khỏe đúng không? Không. Trong trường hợp uống rượu xong rồi đi ngủ thì nó sẽ là cái nghiệp uống rượu cộng tà dâm. Tại vì nó có những cái chi phần nó giống với cái nghiệp tà dâm. Khi mình uống rượu á, là để mình thỏa mãn các cái giác quan, cơ thể mình nó lâng lâng mà đó. Thì như vậy trong ngay cả trường hợp mình uống rượu rồi mình đi ngủ thì nó cũng là cái nghiệp uống rượu cộng cái nghiệp tà dâm. Cái quả báo nó sẽ tương tự với cái quả báo tà dâm. Thành ra cẩn trọng. Cái này là ở trong chú giải ha. Còn ngài Ananda, ngài Ananda sau này nha, chứ không phải ngài Ananda thời Đức Phật. Ngài Ananda sau á, cái vị mà biên soạn cái bộ Tika đó, Mula Tika, tức là hậu sớ giải, thì ngài nói là sở dĩ uống rượu mà nó ghép chung với cái nghiệp tà dâm là bởi vì nó có đối tượng tương tự với nghiệp tà dâm. Còn ngài Buddha Gosa thì ngài nói cái uống rượu á, tội nó nặng nhất trong năm giới, năm nghiệp, trong năm nghiệp của mình á, thì cái tội uống rượu là cái tội nặng nhất, bởi vì nó là cái nhân mất trí, cái nhân điên loạn. Và khi mất trí điên loạn đồng nghĩa với việc mình đánh mất cơ hội chứng đắc đạo quả. Cho nên cái nghiệp uống rượu á, là cái nghiệp nặng nhất. Và thường đối với cư sĩ, cái nghiệp uống rượu là cái nghiệp bị coi thường nhất. Còn cái quả báo của việc uống rượu thì nó có 30 quả báo. Ở đây sẽ rút gọn lại. Một là mình sẽ là cái người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết là cái gì mình cần phải làm, cái gì mình làm rồi, cái gì mình chưa làm. Đó. Sư gặp một cái trường hợp là hồi xưa ở chung nhà trọ với hai vợ chồng có đứa con. Tối đứa con nó bị sốt,
thì bà vợ bà lo ôm đứa con đi bệnh viện, anh chồng cứ ngơ ngơ nhìn tới nhìn lui, anh không biết phải làm cái gì hết trơn. Rồi bây giờ mới kêu ảnh đi lấy xe đi, thì ảnh lấy xe, ảnh leo lên xe, ổng cũng ngơ ngơ vậy đó, ảnh không biết là làm cái gì đi, làm cái gì nữa. Rồi bà vợ leo lên rồi ảnh cứ ngơ ngơ vậy, mới kêu chở đi lên trên bệnh viện, ảnh cũng ngơ ngơ không biết bệnh viện nằm chỗ nào đó. Thì đó là một cái dạng quả báo. Cái thứ hai là mình cái quả báo mình bị ngu dốt. Học thì khó nhớ mà lại dễ quên. Rồi một cái nghiệp nữa là mình sẽ bị điên hoặc là hay nói nhảm. Sư gặp một số người đó, họ ngồi là họ cứ ngồi họ lảm nhảm một mình đó. Mình không biết họ nói nhảm cái gì nhưng mà họ cứ ngồi họ lảm nhảm vậy đó. Thì đó là cái quả báo. Rồi một cái nghiệp nữa là họ hay buồn ngủ. Họ rất dễ buồn ngủ. Đang chạy xe cũng buồn ngủ, đang sinh hoạt cũng buồn ngủ, đang ban ngày họ cũng buồn ngủ. Rồi họ rất dễ lười biếng. Và cái đặc tính của họ dẫn đến là họ là cái người vô ơn. Tức là họ không biết ơn, người ta làm cái gì cho họ, họ không có nhớ. Không nhớ thì đâu có sự biết ơn. Rồi họ sẽ là cái người không có biết hổ thẹn với tội lỗi, không biết ghê sợ với tội lỗi, là người có tà kiến. Không biết cái gì là đúng, không biết cái gì là sai, không biết cái gì là chân lý. Do họ thiếu cái nhân trí tuệ. Rồi do mình uống rượu, đời sau sanh ra mình cũng sẽ trở thành cái người câm điếc bẩm sinh. Nó giống như cái tội nói dối. Mà do đâu? Rượu vào thì lời ra. Uống rượu thế nào cũng nói, nhiều người uống rượu vô nói nhiều lắm. Thì nó sẽ dẫn đến cái nghiệp nó tương tự với lại cái nghiệp nói dối. Rồi mình khi uống rượu như vậy đó, cơ thể của mình nó sẽ chậm chạp, nó không có phản ứng nhanh nhạy. Thì nó cũng sẽ cho ra một cái dạng quả báo là cơ thể của mình lúc nào nó cũng chậm chạp, nó cũng không có nhanh nhạy. Rồi khi mà mình uống rượu như vậy á, quý vị thấy một trong những nguyên nhân uống rượu là gì? Uống rượu tiêu sầu, đúng không? Rồi nó sẽ dẫn đến cái quả báo là đời sau kiếp khác mình rất hay buồn rầu, rất hay sầu muộn. Nhiều người á, họ cứ thích nghĩ tiêu cực, họ cứ thích nghĩ những cái chuyện làm cho họ buồn. Thì đó là một cái dạng quả báo. Rồi khi mình uống rượu như vậy, mình đi ra ngoài đường mình rất dễ gây tai nạn. Nó cũng sẽ cho cái quả báo là đời sau kiếp khác dù mình không uống rượu thì mình ra ngoài đường cũng rất dễ gặp tai nạn. Có người á, một tháng té xe 2 lần, một năm gãy chân 3 lần. Do như sư nói, rượu vào lời ra, cho nên là họ sẽ đi kèm với những cái nghiệp về khẩu. Ví dụ như đời sau kiếp khác họ là người có tánh hay nói bậy, hay nói nhảm, hay nói nhiều, hoặc là họ nói chuyện vô duyên, hoặc họ thích nói những thứ mà làm cho người ta bị chia rẽ. Một cái quả báo nữa đó là cái người này họ rất dễ phạm giới. Người thường khó giữ giới, họ còn khó giữ hơn, họ rất dễ phạm giới. Thì rồi họ thích làm chuyện ác, họ dám làm chuyện ác. Cho nên đây là những cái quả báo mà mình cần phải lưu ý. Nhưng mà nhớ nha, cái chuyện là mình uống rượu nó có thể dẫn mình đi địa ngục. Uống rượu là cái nghiệp nặng nhất trong 5 nghiệp. Mà mình sát sanh đi địa ngục, trộm cắp đi địa ngục, tà dâm đi địa ngục, thì không có lý do gì mình uống rượu mình không đi địa ngục. Có nhiều người họ nói là bây giờ nể quá cho nên phải uống. Thì sư chỉ hỏi như thế này, tự quý vị trả lời thôi.
Nếu như một ai đó, cái người đó đó đưa cho quý vị một chai thuốc trừ sâu á, chai thuốc rầy, đưa quý vị có uống không? Có bao giờ mình nói thôi nể quá cho nên là cứ uống chai thuốc rầy đó đi rồi đi cấp cứu? Hình như không. Mà xin thưa đó, uống cái chai thuốc rầy nó còn lành hơn là mình uống ly rượu. Nhiều người họ không hiểu. Tại vì theo như trong kinh á, cái chuyện quý vị uống cái chai thuốc rầy á, quý vị có thể đau đớn gần chết hoặc thậm chí đi đến cái chết, nhưng mà mình sẽ không vì chuyện đó mà mình đi địa ngục. Nhưng mình uống một ly rượu là mình đi địa ngục. Cho nên nếu như có ai mời mình một ly rượu, suy nghĩ kỹ giùm sư, mình có đủ nể người đó để mình uống cái chai thuốc rầy hay không? Hoặc là mình chuẩn bị mình ký một cái hợp đồng, thì mình suy nghĩ lại giùm sư, mình có sẵn sàng vì cái hợp đồng đó để mình uống chai thuốc rầy hay không? Tại vì như sư nói, chai thuốc rầy nó vẫn lành chán so với ly rượu. Thì nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị. Khi mà mình không thấy thì mình không có sự ghê sợ nó đâu. Bởi vì cái nghiệp á, qua đời sau mình mới thấy. Cái nghiệp là cái thứ gì đó nó xa xôi lắm, nhưng mà cái đối nó nằm ngay trước mắt, cái khổ nó nằm ngay trước mắt. Thành ra là người ta thà vì cái đói, cái khổ trước mắt người ta làm bậy hơn là người ta giữ nghiệp để người ta hạnh phúc về sau. Trong năm giới thì sư có sự nhắn nhủ như thế này: đừng bao giờ sợ cái chuyện là bây giờ tôi không giữ được giới cho nên tôi không thọ giới. Đây là cái rất nhiều người sai lầm. Cái chuyện quý vị thọ giới rồi mình không giữ được, nó sẽ nhẹ hơn cái chuyện là mình không giữ giới luôn. Nhớ dùm sư nha. Nó giống như mình có một cái bộ quần áo, mà cái bộ quần áo đó nó bị rách chỗ này, nó bị lủng chỗ kia, nhưng nó vẫn tốt hơn cái chuyện là mình chùi lủi không có đồ mặc. Hoặc là mình có một ngôi nhà, mái thì dột, cột thì siêu, gió thổi ào ào, mình người ướt hết trơn, nhưng nó vẫn còn lành chán so với cái chuyện mình không có nhà, mình phải ra ngoài đường, mình chịu mưa, chịu gió. Cũng vậy đó, thà mình thọ giới, cái giới mình giữ không được, nó bị ô nhiễm, nó bị lủng, nó bị rách, rồi sau đó mình đi thọ giới trở lại, nó lành hơn cái chuyện là mình không có thọ luôn. Thành ra có lần á, sư nói với một anh, đó là bây giờ anh đi tắm xong rồi ra ngoài anh cũng dơ lại, thì anh có phải vì cái chuyện á, anh ra ngoài kiểu gì trước sau anh cũng dơ lại thôi anh khỏi tắm luôn? Tại vì tắm rồi cũng dơ lại à, thì khỏi tắm có phải không? Không, vẫn phải tắm mỗi ngày. Chính bởi vì mình dơ mỗi ngày cho nên mình mới phải tắm mỗi ngày. Cũng vậy, chính bởi vì mình nhắm mình giữ không được, cái giới mình nó thường ô nhiễm cho nên thường xuyên thọ giới dùm sư, thường xuyên sinh giới dùm sư. Nó lành hơn cái chuyện là mình thôi dơ thôi khỏi tắm luôn ha. Bây giờ còn cỡ 10 phút thôi thì cũng đi vào ở trong tiếp. Đi qua cái phần mới là cái phần định của Thanh Tịnh Đạo ha. Thì bây giờ chúng ta qua một cái chương lớn tiếp theo của Thanh Tịnh Đạo là cái chương định. Chúng ta rất là dễ lạm dụng cái từ thiền định. Nó dẫn đến cái chuyện mình gọi là đi đâu cũng thiền. Mà xin thưa, thiền là cái từ khác, mà định là cái từ khác, mà cái từ tu lại là cái từ khác. Tu là phá quê tí. Phá quê tí có nghĩa là sự phát triển.
Ở đây là sự phát triển tâm, thì đó gọi là pha quê tí, mà mình hay dùng cái từ là tự tu. Cái thứ hai là cái từ thiền. Thiền là cha ná, mà cha ná là nhắc đến các tầng thiền, bao gồm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn cái định là samadhi. Cái samadhi ở đây tức là cái sự tập trung. Ở trong vi diệu pháp thì nó là cái tâm sở định, nó là cái sự nhất tâm, nó là một với tâm sở nhất tâm. Mà sở dĩ cái định mà chúng ta đang nói ở đây là cái định nó phải đem lại sự lợi ích, tức là đi đến sự định tâm, đi đến sự không tán loạn. Cho nên cái samadhi ở đây có nghĩa là sự tập trung. Samadhi là sự tập trung, định nghĩa là sự tập trung. Mà tập trung cái gì? Chúng ta tập trung hướng cái tâm của mình hướng đến đối tượng. Ví dụ như mình quan sát hơi thở, thì lúc bây giờ toàn bộ cái tâm của mình nó tập trung vào hơi thở, nó không có tán loạn, nó ở yên một chỗ, thì khi đó chúng ta gọi là định. Và cái đặc tính nữa đó là khi nó tập trung như vậy, nó giữ gìn đối tượng, nó duy trì trên đối tượng một cách liên tục. Xin lấy ví dụ như quý vị biết đứng lò cò, tức là đứng một chân. Thí dụ như mình có một cái bục, mà một cái tảng đá, mình đứng một chân trên cái tảng đá đó, mình tập trung, mình giữ thăng bằng trên tảng đá để cho mình không bị rớt ra ngoài, thì cái sự tập trung đó mình gọi là định. Cũng vậy, khi mình tập trung vào hơi thở, mình giữ liên tục, liên tục cho cái định nó, cho cái tâm của mình nó ở yên trên hơi thở, nó không có chạy ra khỏi chỗ khác, thì khi đó chúng ta gọi là định. Cái đặc tính của định là cái gì? Tức cái tính chất của nó là nó làm cho mình không sao lãng. Ví dụ như khi mình tập trung, mình đọc một cái quyển sách, dù cho người có đi tới đi lui, ai có nói chuyện, ai làm cái gì á, mình cũng không để ý, thậm chí mình không biết luôn, thì nó là đặc tính, tức là nó làm cho mình không có sao lãng. Như trong trường hợp là một vị Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn, nói với Đức Thế Tôn là: ông thầy của tôi ngồi thiền mà định tâm đến cái mức độ 18 cái xe bò chạy ngang qua ông cũng không biết. Đức Thế Tôn nói là Như Lai cũng từng trải qua cái định như vậy rồi. Khi mà Như Lai nhập định tức là cái sự tập trung vào đối tượng, xét đánh chết con bò ở ngoài đồng, Như Lai cũng không biết. Tức là mình không nói chuyện không biết ở đây thì nó hơi kỳ, nhưng mà mình nên hiểu là cái xét đánh chết con bò ở kế một bên, ngài cũng không bị phân tâm, ngài không bị sao lãng. Ví dụ như mình đang ngồi nha, xét đánh cái ầm mình giật mình, có nghĩa là cái tâm của mình nó chạy theo âm thanh của tiếng xét, thì khi đó cái tâm của mình nó bị sao lãng rồi. Còn khi xét đánh tâm mình nó vẫn không bị sao lãng, nó ở yên một chỗ, thì khi đó là định. Đó là đặc tính của định, nó làm cho tâm của mình không bị sao lãng. Rồi cái nhân gần của định chính là lạc. Lạc là sự an lạc, sự hạnh phúc trong các cái pháp thiện. Nó như vậy, khi mà mình lạc, mình có sự an lạc, mình có sự hạnh phúc, mình vào định nó dễ hơn. Cho nên ở trong Thanh Tịnh Đạo sắp tới, quý vị sẽ học là khi mà mình chuẩn bị mình vào một cái đề mục thiền thì nó có nhiều cái sự chuẩn bị lắm. Một trong số đó
là khuyên là mình nên đi tắm. Quý vị sẽ thấy lạ, tại sao mình chuẩn bị hành thiền mà kêu mình nên đi tắm? Là bởi vì khi mình đi tắm á, cái thân của mình á, nó thọ lạc. Mà cái thân mình nó thọ lạc á, cái tâm nó cũng sẽ thoải mái. Sư có một số kinh nghiệm, ví dụ như là mình hôm đó mình cái tâm trạng không có thoải mái để mà giảng pháp, thì sư cũng sẽ đi tắm. Khi đi tắm rồi đó, cái tâm trạng thoải mái thì mình tập dễ tập trung hơn về bài pháp. Thì khi mình hành thiền cũng vậy, mình muốn có định á, thì mình làm cho cái thân mình nó được lạc thì nó sẽ dễ có định hơn. Hoặc là khi mà mình vừa làm phước xong, hoặc là mình vừa làm một cái điều thiện xong, thì mình nhờ cái sự hoan hỷ đó mình hành thiền nó cũng dễ vào định hơn. Hoặc là với một số vị khi mà mới bắt đầu hành thiền vào một cái trường thiền, thì cái vị thiền sư có thể hướng dẫn vị đó đề mục tùy niệm Phật. Bởi vì khi mà tùy niệm Phật á, vị đó rất là dễ đem đến cái sự an lạc. Rồi nhờ cái sự an lạc đó quay trở lại vào đề mục thiền, ví dụ như theo dõi hơi thở, thì nó sẽ dễ hơn. Cho nên nhân gần của định nó chính là lạc. Thì chúng ta qua đến cái phân loại định, nó có nhiều kiểu phân loại lắm. Thì thứ nhất, nó có một loại là khi mình tính đến cái đặc tính là không có phân tán, tức là khi mình nói là cái định ở đây á, là cái tâm sở định, cái cetasika ha, thì nó chỉ có một loại thôi. Rồi nó có hai loại, tức là cận định và an chỉ định. Cái cận định á, là như vậy, khi mà mình theo dõi hơi thở thì mình theo dõi một hồi đó, nó sẽ có cái nimitta, tức là mình sẽ có cái tướng. Cái tướng ban đầu á, là nó sẽ lờ mờ thôi, nó chưa có rõ. Nó chưa có rõ, cái tướng của hơi thở nó chưa có rõ. Rồi dần dần á, cái tướng nó sẽ rõ ràng hơn. Rồi khi mà cái tướng nó rõ hơn, rồi cái tướng nó sẽ trên nó sáng, nó sáng lòa, rồi mình vẫn tập trung vào cái tướng, là về cái nimitta đó. Khi đó đó, mình sẽ trải qua một giai đoạn là cái tâm của mình nó tập trung một cách kiên cố. Thì lúc bây giờ nó vẫn là cận định, chứ nó chưa phải là mình đã chứng thiền đó. Sư nói ví dụ như là một cái đoàn tàu. Sư nhớ sư ví dụ rồi, nó có những cái toa màu đen, có những toa màu trắng. Cái toa trắng ở đây á, là cái sát na định. Khi mình hành thiền, cái nhiệm vụ của mình á, là mình làm cho những cái sát na định á, nó có mặt càng nhiều càng tốt. Ví như là cái đoàn tàu đó, mình làm cho những cái toa tàu trắng càng nhiều càng tốt, liên tục càng nhiều càng tốt. Lúc bây giờ nó sẽ là một cái đoàn tàu với những cái toa toa trắng, toa đen, toa đen, toa đen, toa trắng, toa trắng, rồi toa đen, toa đen, rồi trắng, rồi trắng, rồi đen, rồi trắng, rồi đen, rồi đen, rồi trắng, rồi trắng, rồi trắng. Ví dụ như vậy. Mình sẽ duy trì liên tục như vậy cho mình tăng dần cho đến khi toàn bộ đoàn tàu đó chỉ toàn là toa trắng thôi. Nhưng mà nó còn có cái mắt xích ở chính giữa, tức là nó vẫn chưa có dính liền lại với nhau, nó vẫn còn những mắt xích chính giữa. Thì lúc bây giờ á, tâm của mình cũng vậy, nó những cái sát na định nó sát nhau rồi, nó không còn những cái tâm ngoài định ra ở giữa, nó không còn. Nhưng nó vẫn còn cái pháo quan gá, cái tâm hữu phần nó còn cái pháo quan gá. Cho nên là mình chỉ mới là cận định thôi, chứ nó chưa có phải là an chỉ định. Còn cái pháo quan gá là cái gì thì sư nhớ là trong lớp thanh tịnh đạo sư có nói rồi, chưa nghe không có nhớ mở bài cũ ra xem ha. Rồi bây giờ thì tới đây thôi, bữa sau mình học tiếp. Có một vị hỏi: dạ thưa sư,
sư giảng thêm về chỗ quả báo phạm giới thứ hai, tức là giới không có trộm cắp, là không thể chứng đắc thánh quả, là hễ có phạm giới này là quả báo như vậy. Hay có mức độ nặng nhẹ không ạ? Sám hối và kể từ lúc không tái phạm thì có thể tu tập đạt được thánh quả không? Nếu như chúng ta muốn chứng đắc được thánh quả thì người đó nên, sư khuyên là nên xuất gia. Bởi vì cái chuyện mà xuất gia đó nó giống như là mình tái sanh, mình qua một cái thân phận khác, mình qua một cái giai cấp khác. Nhờ như vậy đó mình có cơ hội chứng đắc được đạo quả. Bằng chứng là vào thời Đức Phật vẫn có những cái tên cướp sau khi mà xuất gia thì có thể chứng đắc đạo quả. Mà cướp thì quý vị biết là chắc chắn là họ phạm cái giới lấy của không cho rồi. Như trường hợp Sa Di Chích Tá đó, khi mà đi chung với các cái vị tỷ kheo vào rừng thì bị bọn cướp nó bắt, nó yêu cầu là phải nộp một người cho tụi nó để tụi nó tế tế thần, do tụi nó vừa mới cướp được một cái mẻ lớn, tụi nó cần phải tế thần. Thì vị Sa Di Chích Tá này hy sinh đi đến để mà làm cái nhân vật cho tụi nó tế. Nhưng mà bằng cái giới hạnh của vị Sa Di Chích Tá này thì đã tế độ được 500 tên cướp. Và về sau 500 tên cướp này đó xuất gia theo vị Sa Di Chích Tá và chứng đắc đạo quả. Nói như vậy có nghĩa là nếu như mà chúng ta muốn chứng đắc thánh đạo thánh quả thì lời khuyên của sư là mình nên xuất gia. Còn nếu như mình không xuất gia đó, cái chuyện là mình sám hối rồi kể từ đó mình không tái phạm nữa, sư không hứa được. Tại vì mình không có căn cứ. Trên cái tinh thần á, thì có thể được, nhưng mà nó không có an toàn. Tốt nhất là mình, nếu như mình hướng đến sự chứng đắc đạo quả thì nên xuất gia. Huống chi là chúng ta là người thời nay chứ không phải là vào thời Đức Phật. Quý vị nhớ giùm sư một chuyện như thế này: khi chúng ta tái sanh là chúng ta quên sạch, trừ khi chúng ta có một cái nguyện nào đó hoặc là chúng ta có một cái hạnh nào đó mà chúng ta có thể nhớ được tiền kiếp. Chứ còn không, mình tái sanh là mình quên sạch. Mà nếu như quý vị tái sanh quý vị quên sạch thì quý vị hỏi để làm cái gì? Nếu như cái chuyện quý vị hỏi là dành cho kiếp sau, quý vị hỏi mà dành cho kiếp sau thì hỏi để làm cái gì? Bởi vì có chắc kiếp trước quý vị chưa hỏi câu này không? Nếu như kiếp trước quý vị có hỏi thì kiếp này mình phải nhớ, kiếp này mình không nhớ thì có nghĩa là xài không được. Cho nên cái chuyện mình hỏi cho kiếp sau thì xin thưa là đừng có hỏi, tại mình không có nhớ đâu. Mà nếu hỏi cho kiếp này á, là tức là cho mình hiện tại bây giờ nè, thì mình nên là người xuất gia. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ á, cư sĩ mà chứng đắc thánh đạo thánh quả được, quý vị đủ cái phước đó, quý vị sanh thời Phật rồi. Mình sanh thời này cư sĩ sư không nghĩ là họ đủ phước tới mức độ đó đâu. Trừ khi mình xuất gia thì họa mai cái giới hạnh của một bậc xuất gia đó nó sẽ hỗ trợ mình, thì mình có khả năng đó hơn. Còn cái mức độ nặng nhẹ thì đương nhiên là có nặng nhẹ, nhưng mà nhẹ đến đâu mà nó không cản trở cái chuyện chứng đắc thánh quả thì sư không biết. Cho nên tốt nhất là mình không có phạm ha. Rồi có vị nào thắc mắc nữa hay không? Dạ, con là Nguyễn Trí. Con kính chào sư, chào tất cả các chư tăng và các bạn đạo của mình. Thưa sư, con có một câu hỏi về giới. Con có đọc được ở trên chia sẻ trên mạng là có một cái vị
sư rất nổi tiếng ở bên Mỹ, trong cái nội dung đó thì vị sư đã nói rằng là trong năm giới của người cư sĩ tại gia đó, nếu mà chúng ta bị đứt hết một giới thì bốn giới kia còn, nhưng mà nếu mà chúng ta thọ bát quan trai thì chúng ta bị đứt một giới thì bảy giới còn lại kể như đứt sạch hết luôn. Thành ra là chúng ta phải xin giới lại thì xin xác nhận lại điều đó, như là cho giải thích cho biết là tại sao lại như thế đó. Dạ, con xin lỗi. Cái này thì phải hỏi lại vị đó là hoan hỷ cung cấp cái nguồn tài liệu, chứ còn sư thì sư không thấy có kinh tạng và chú giải nào có nhắc đến vấn đề này. Tức là hiện tại bây giờ thì sư không có cái, không thấy cái nguồn nào mà nói về vấn đề này. Chỉ có đó là nếu như mà mình giữ bát quan trai mà mình không giữ được một giới thì có nghĩa là cái bát quan trai của mình nó chưa có trọn vẹn thôi, chứ nó không có nghĩa là mình bỏ hết cả bảy giới còn lại nó đều bị hư hỏng hết, thì sư không nghĩ như vậy. Đối với kiến thức của Phật học của sư thì sư không nghĩ như vậy. Hình như có bạn bên đây nãy cũng giơ tay hả? Sở thu, thật ra thì hôm nay con chỉ có một ít thời gian ở đây, con gặp lý thức tưởng của Việt Minh Yên, con có một số câu hỏi muốn hỏi sư là thế nào là một người có phước và một người vô phước, và thế nào là một người có trí tuệ và một người vô trí tuệ. Con xin cảm ơn sư rất nhiều. Sở thu. Này giống như là quý vị ăn gian á, thay vì quý vị đến gửi câu hỏi vô cái phần vấn đáp Phật pháp chờ lâu quá thì chạy tới đây hỏi luôn. Thì một người có phước á, tức là quý vị sẽ trông vào cái quả của nghiệp thì mình sẽ biết được là họ có phước hay họ không có phước. Nhưng mà phước nó xét theo rất là nhiều mặt. Một là về mặt vật chất, thì cái người mà nghèo thì rõ ràng không có phước tài sản, cái người giàu rõ ràng họ có phước tài sản, người sống lâu rõ ràng họ có phước về tuổi thọ, người không sống lâu họ không có phước về tuổi thọ, người có nhiều quyến thuộc họ có phước về quyến thuộc, người sống một mình thì họ không có phước về quyến thuộc đó, người sống an lạc thì họ có phước về sự an lạc, người sống không an lạc họ có phước, họ không có phước của sự an lạc. Tức là nếu như muốn biết một người có phước hay không có phước về một phương diện nào đó thì mình chỉ việc mình nhìn là mình biết rồi. Nhưng mà riêng cái phước trí tuệ đó nó như thế này, người không có phước trí tuệ nó có hai loại. Một là họ là người điên loạn, người bị điên là người không có phước trí tuệ. Đó là cái hậu quả rõ ràng nhất của việc phạm năm giới. Còn người có phước trí tuệ thì họ là người tỉnh táo, một người bình thường. Và trong cái phước trí tuệ đó nó còn có hai loại. Một là người có phước trí tuệ thế gian và người có phước trí tuệ xuất thế gian. Người không có phước trí tuệ xuất thế gian, họ hoàn toàn có thể là người thông minh trong xã hội, nhưng họ không có khả năng chứng đắc thánh đạo thánh quả. Họ có thể là một vị tam tạng pháp sư, họ có thể là một vị thiền sư, nhưng họ không có khả năng chứng đắc đạo quả. Thì đó là họ thiếu cái phước trí tuệ xuất thế gian. Còn cái người có trí tuệ xuất thế gian thì họ có thể chứng đắc đạo quả, nhưng họ hoàn toàn có thể là một người một bài kệ bốn câu cũng không thuộc. Như trường hợp ngài gọi là Tiểu Bằng Đặc, mình gọi Tiểu Bằng Đặc, Chun La Banh Tha Cá. Ngài có khả năng chứng đắc đạo quả nhưng mà do cái nghiệp quá khứ, thành ra là ngài không thể học thuộc nổi một bài kệ sáu câu. Thì đó là sư giải ngắn gọn về cái chuyện có phước và không có phước, và có trí và không có trí. Mà nhớ giùm sư nhé, cái phước á,
thì nó có nhiều mặt lắm, cho nên mình không nên chỉ xét riêng về một mặt. Thí dụ như có người họ có phước vật chất nhưng họ thiếu cái phước trí tuệ, thì họ sẽ là người rất là giàu nhưng mà rất là ngu đó. Cái người mà có cái phước trí tuệ nhưng không có phước vật chất, họ có thể là người rất là thông minh nhưng cực kỳ nghèo. Rồi người mà có cái phước gia đình, phước quyến thuộc mà không có phước vật chất, họ có thể họ sanh vào một cái khu ổ chuột, coi như là mẹ, con, cháu, cô, dì, chú, bác rất là đông, nhưng mà đông theo cái kiểu khu ổ chuột. Nhưng mà có cái người thiếu cái phước quyến thuộc nhưng có phước vật chất, thì họ sống một mình nhưng họ rất là giàu. Cho nên là mình không nên thiên vị về bất kỳ một cái mặt nào ha. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lượng đinh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan chết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện nhìn tam học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Thầy Giá. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Y đăng mê bùn nhân Nibbanasa Pachayo Hotu Imangno Punya Vagang Sabba Sattanang Dema Sadhu Sadhu Sadhu. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanam.